Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Giải Khó của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái mẫu giày cao gót khá là đặc biệt một chút. Không hẳn là mẫu giày cao gót mà nó sẽ có thể là những đôi giày bitit được thiết kế khác. Như các bạn đang thấy, một mẫu giày bitit nhưng mà quai sẽ là từ 5 phân, thiết kế khá là nhiều đá. Hoặc là mẫu giày hài này, có một viên đá duy nhất ở trên mũi giày, nó lại là điểm nhấn toàn bộ cho cả đôi giày của mình. Nhìn phong cách rất là sang trọng, mới mẻ. Đôi hài này thì nó chỉ là dòng hài bệt thôi. Các tiểu thư đi đôi hài này có thể mặc váy công chúa rất là đẹp. Đây là một đôi hài mà thiết kế giống như kiểu các mình có thể thấy là nó là kiểu giày thể thao. Có điều là cái có thêm gót giày cao nữa, khá là đặc biệt. Đây, hay là một mẫu giày gà này. Các ảnh một số các cô nàng đang học sinh, sinh viên thì rất là yêu thích cái mẫu này. Đây, chuyển sang một đôi giày hài búp bê nữa. Da mềm, da bò, lộn, rất là mềm. Một mẫu thể thao lưới có đế cao để nâng thêm cái chiều cao của bản thân mình. Đôi đế này chỉ cao khoảng tầm 3 phân đến 5 phân thôi. Những mẫu này thì đều là chất da lộn. Mình nghĩ là các bạn có thể kết hợp với quần jean rất là phù hợp đấy ạ. Đôi giày da bò này, mình tính thêm đinh ở phía ngoài nữa để tạo điểm nhấn. Đôi này mình thấy khá là cá tính, màu vàng với màu da bò kết hợp với nhau. Một số cô nàng cá tính mặc với quần jean rách một chút. Mẫu này thuộc là mẫu sục, mẫu giày bệt ạ. Có thêm một màu đen nữa. Đây, mẫu dép có đính nơ hoa to, nơ hoa bản to. Những cái mẫu như này thì nhìn nó rất điệu đà nhưng cũng không kém phần quá cá tính. Các bạn có thể dễ mang trong khi các bạn đi chơi. Một số cô nàng thích phong cách một chút. Đôi màu ngọc này nhìn khá là nhẹ nhàng, nó thuộc tiếp giày thể thao nhưng mà sẽ là lưới, vì vậy các bạn sử dụng vào những ngày hè nóng bức thì sẽ được thông thoáng và mát dịu hơn. Thêm một mẫu giày lưới nữa. Nhưng mà họa tiết giày lưới này thì có thêm hoa văn thêu. Nó cũng thuộc tiếp giày thể thao. Nhưng mẫu này thì không những các bạn có thể sử dụng được giày mà các bạn cũng có thể sử dụng được váy.
đôi giày lưới chất liệu da da mềm. Cái mẫu da mềm mềm này các bạn có thể đi vào trời hay bị mưa. Đôi này của mình sẽ là đôi cao 75 phân, có màu đen và màu nút để cho chúng mình lựa chọn. Đây là một, mình thấy đây là một mẫu giày chun này. Giày chun này rất là bám chân đấy ạ. Những cái mẫu đen và đỏ kết hợp này, những cái mẫu này thì mình nghĩ các bạn có thể đi vào mùa hè thôi. Mẫu này là mẫu da, cũng là dòng da bệt ạ. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mọi ý kiến đóng góp thì các bạn gửi thông tin cho mình theo đường link phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video.